Kinh tế Việt Nam trong 11 tháng năm 2023 tiếp tục quá trình phục hồi, lạm phát được kiểm soát thấp hơn khá nhiều mức lạm phát mục tiêu. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu nông thủy sản ước đạt 29,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,6%. Đây cũng là nhóm hàng duy nhất ghi nhận mức tăng trưởng dương. Số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thu hút đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20 tháng 11 vừa qua, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 28,85 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Chúng ta đang bước vào mùa cao điểm mua sắm cuối năm. Hiện các doanh nghiệp đang nỗ lực tìm kiếm đơn hàng, chuẩn bị hàng hóa nên sản xuất công nghiệp tháng 11 tiếp tục xu hướng tích cực. Tính chung 11 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh những điểm sáng, kinh tế Việt Nam trong 11 tháng vừa qua cũng tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Khu vực doanh nghiệp gặp khó khăn trong tìm kiếm thị trường đầu ra, vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp giảm hơn 13% so với cùng kỳ, v.v.